khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay trong ngày 31 tháng 12 năm 2018, cửa hàng Thanh Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Nguyễn Văn Hà. Anh có địa chỉ tại tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Vâng, anh cũng đã theo dõi kênh của Thanh Hạnh rất lâu và cũng đã sắm được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và tiếp tục trong ngày hôm nay, anh lại về với cửa hàng bằng những niềm đam mê âm nhạc. Và anh cũng đã lựa chọn cho mình một cặp loa như bên cửa hàng cung cấp, cặp loa Tannoy Sittering GR hàng mới tinh. Vâng, sản phẩm thì đã được anh cùng với cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm và kiểm tra rồi. Và anh về với cửa hàng hôm nay trong ngày cuối năm, ngày 31 tháng 12 năm 2018. Vâng, đây là cặp loa Tannoy Sittering GR được sản xuất năm 2018. Và cũng cửa hàng cũng bóc khui thùng ra và bây giờ anh về vận chuyển với sản phẩm này về Hà Nội. Và anh cũng cho lên một chiếc xe khách và về với gia đình mình. Vâng, hôm nay đi công việc của anh và anh cũng sẽ qua cửa hàng lần thứ hai rồi. Vâng, cặp loa có chất âm rất tuyệt vời. Và trong ngày hôm nay thì anh về với cửa hàng cũng có đem theo món quà quê hương như cam Hà Giang và thịt hun khói trên thành phố Hà Giang để biểu cửa hàng. Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh cảm ơn anh Hà rất nhiều. Đây là anh Hà đến từ thành phố Hà Giang. Không, cảm ơn. Vâng, cặp loa Tannoy Sittering GR hàng phiên bản mới tinh năm 2018. Vâng, cửa hàng đang kết nối cùng với cặp loa là một chiếc Omni đời cao của hãng Acoustic E470 còn nguyên thùng hộp hàng mới tinh. Cửa hàng cũng đã khui thùng và cũng chưa có bản test sản phẩm này. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu. Anh về với xe nhỏ thì thùng hộp của sản phẩm thì cửa hàng sẽ bóc và gấp gọn gàng. Và anh về đến Hà Nội thì anh lại đóng sản phẩm này vào. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết sản phẩm như cặp loa Tannoy Sittering GR hàng phiên bản mới năm 2018 cũng đã có chủ theo anh Hà về tổ 8, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang ngày 31 tháng 12 năm 2018. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.